về cơ bản thì chúng ta đáp ứng được những yêu cầu của huấn luyện viên Park. Tuy nhiên là chúng ta đã vấp phải một Thái Lan phải nói chơi rất bản lĩnh trong thời điểm khó khăn, bị nhiều áp lực, thì những vị trí có kinh nghiệm của Thái Lan, những vị trí chơi từ lâu năm, họ đã phê được cái sự giá dơ của mình và rõ ràng là chúng ta cũng đã có những lúng túng. Tuy nhiên rất khâm phục cho đội tuyển Việt Nam, chúng ta gặp những khó khăn, kể cả những quyết định có thể nói là không thuyết phục của trọng tài Ancap người Oman, nhưng mà vẫn đứng vững và chúng ta vẫn có thể giữ được hòa không đều. Thời gian đã trôi đi 4 năm rồi, bóng đá Thái Lan cũng có những đổi thay nhưng theo chiều hướng chất lại. Trong khi đó thì bóng đá Việt Nam lại có một cái sự tích lũy rất lớn, đặc biệt khi mà huấn luyện viên Park Hang-seo đến với chúng ta, và những yếu tố nội tại của chúng ta đã tạo ra được một cái chất kết dính lớn hơn. Chúng ta 2 năm qua chúng ta có nhiều thành tích và chúng ta tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ là lúc mà chúng ta hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với rất nhiều những đội bóng, và trong đó Thái Lan là một đối thủ mà trước đây chúng ta gặp khó. Thì bây giờ sau cả gần gọi là 3 hiệp đấu mà chúng ta đã gặp Thái Lan, chúng ta đều đã chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể chơi tốt. Nhìn vào những gì mà đội bóng của chúng ta đã thể hiện thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái thế trận, một cái kết quả hoàn toàn hợp lý ở phần còn lại của trận đấu. Tôi nghĩ là rất lạc quan thôi. Bất luận kết quả trận đấu này như thế nào thì chúng ta vẫn là đội bóng đương kim vô địch Đông Nam Á và là một đội chơi phải nói là rất là hiên ngang, đầy khí thế ở bảng đấu của mình. Tôi đánh giá năm sau có thể trận khó khăn nhất của Việt Nam là trận đá trên đất của Malaysia ngay trong tháng 3. Tháng 3 có 2 lượt trận, thì ngày 26 đội Việt Nam không thi đấu. Sau đó thì cái lượt trận kế tiếp đội Việt Nam thi đấu và đá trên sân của Malaysia. Nếu trận đấu này chúng ta giải quyết được Thái Lan và trận đấu tiếp theo đá tốt ở sân của Malaysia thì cơ hội để mà đi tiếp vô cùng sáng sủa, và thực sự là chúng ta đã tiến thêm bước dài. Sau khi chúng ta giành thắng lợi trước đối thủ Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở lượt đấu trước ấy, thì đã có những con bình được đưa ra và nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam kết thúc các trận đấu ở vòng loại ra này với 16 điểm là chúng ta đủ cơ hội để thực hiện chiến thắng bảng. Thì đây có nghĩa là trong trận đấu gặp Thái Lan này, trận đấu gặp Malaysia trên sân khách này, trận gặp các tuyển Vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân khách, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến kết quả hòa. Và trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng trước Indonesia, trận đấu cuối cùng trên sân nhà, chúng ta có thể tính tới một kết quả thắng. Như thế có nghĩa là mục tiêu 6 điểm sẽ hoàn thành được. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái gọi là suy luận nó có logic. Hy vọng rằng là mọi chuyện sẽ trôi chảy, mọi chuyện sẽ thuận theo cái mong muốn của Việt Nam. Lịch thi đấu ủng hộ Việt Nam sáng cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup. Chiến thắng trước UAE vào tối ngày 14 tháng 11 giúp cho chúng ta vượt lên dẫn đầu bảng G một cách thuyết phục. Chưa dừng lại ở đó, với việc được lịch thi đấu ủng hộ, cơ hội để Việt Nam đi tiếp đang là vô cùng sáng sủa. Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tương đối thuyết phục trước UAE tại Mỹ Đình vào tối ngày 14 tháng 11 trước khi đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0. Kết quả ấy giúp cho thầy trò Park Hang-seo tạm vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời đang nắm giữ rất nhiều lợi thế trong việc giành vé đi tiếp. Không chỉ hơn các đối thủ khác về điểm số, tuyển Việt Nam còn được lịch thi đấu tương đối ủng hộ. Trước mắt, chúng ta 4 trận đấu nữa, song nếu chơi ổn định, khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành quyền vào vòng loại thứ 3 là vô cùng sáng sủa. Gần nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan tại Mỹ Đình vào ngày 19 tháng 11. Không chỉ được chơi trên sân nhà, chúng ta còn có lợi thế về tinh thần cũng như điểm số. Vì thế, cơ hội để chúng ta thực hiện lối chơi phòng ngự, phản công sở trường sẽ lại càng có đất diễn để hướng đến 3 điểm, qua đó tiến một bước dài tại bảng G. Trong bối cảnh UAE không thi đấu ở lượt trận này, nếu đánh bại Thái Lan, Việt Nam sẽ dẫn đầu một cách vững chắc, đồng thời tạo ra khoảng cách lớn cũng như áp lực lên các đối thủ cùng bảng. Đội tuyển Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi. Sau cuộc so tài với người Thái, phải đến năm 2020, Việt Nam mới lại thi đấu ở vòng loại World Cup. Khi đó, chúng ta đối đầu người Mã vào ngày 30 tháng 3. Bởi vậy, nếu được VFF tạo điều kiện thuận lợi, thầy trò Park Hang-seo sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thậm chí tới Malaysia, trước cả đội chủ nhà, vì đội bóng này còn bận quyết đấu với UAE trên đất khách 4 ngày trước đó. Tất nhiên, chơi trên đất Malaysia chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Song với việc đối thủ phải tốn sức trước UAE trước đó, cơ hội để thầy Park cùng các học trò giành quyền chiến thắng vẫn là khá cao.
tới lượt trận FIFA Day diễn ra vào tháng 6 năm 2020, Việt Nam chạm trán Indonesia rồi mới hành quân tới đất UAE. Bởi vậy, nếu có thể đánh bại đội bóng xứ vạn đảo vào ngày 4 tháng 6, có thể cuộc chạm trán đại diện Tây Á 5 ngày sau đó sẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục với chúng ta khi tuyển Việt Nam đã tích lũy đủ số điểm để giành quyền đi tiếp. Chắc chắn, việc phải di chuyển từ Nội Bài sang UAE là thử thách lớn, song nếu chơi tốt ở các cuộc so tài kể trên, trận đấu cuối cùng sẽ là cơ hội để thầy Park thử nghiệm đội hình hơn là quyết chiến, và rất sáng cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022. Để ý kỹ lịch thi đấu của các đội thì không ai có được thuận lợi như Việt Nam, nhưng cần phải phân định rõ ràng, bên cạnh lịch thi đấu thì thực lực của một đội bóng mới là điều quyết định đến chiếc vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Với việc đang có phong độ cao cộng thêm chiến thuật hợp lý, cơ hội để chúng ta giành vé vào vòng loại thứ 3 hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.